quý vị, nhà trưng bày Hoàng Sa nằm trên đường Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thực hiện lưu giữ, trưng bày và giới thiệu những bằng chứng không thể tranh cãi về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với tổng diện tích hơn 1.200 m², sở hữu hơn 300 tư liệu, hiện vật, trong nhiều năm qua, nhà trưng bày Hoàng Sa đã đạt được những thành quả nổi bật trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản tư liệu và tuyên truyền giáo dục về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tại đây, phương án trưng bày được thiết kế với 5 chủ đề theo các mốc thời gian. Các hiện vật trưng bày từ tầng 1 đến tầng 4 bởi hệ thống các tư liệu bằng hình ảnh được tích hợp đa phương tiện rất dễ hiểu. Toàn bộ các hoạt động tại nhà trưng bày Hoàng Sa là miễn phí và chúng tôi cũng tạo điều kiện cho khách tới tham quan tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Tôi nghĩ là bước đầu chúng tôi cũng đã có những cố gắng để có thể cung cấp những cái thông tin tư liệu lịch sử và hợp lý cho du khách một cách đầy đủ. Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nhà trưng bày Hoàng Sa phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức triển lãm lưu động tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Tại các điểm trưng bày, ban tổ chức còn lồng ghép các cuộc thi rung chuông vàng, vẽ tranh em yêu biển đảo quê hương. Chương trình đã cung cấp cho các em học sinh những kiến thức bổ ích về hai quần đảo và xây dựng tình yêu quê hương, đất nước. Em cảm thấy khá là cảm động và rất là biết ơn những cái người mà đã hy sinh bản thân mình ra ngoài biển xa để mà hoạt động giúp đỡ cho đất nước. Đến với nhà trưng bày Hoàng Sa như thế này thì em có nhiều kiến thức hơn về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của mình. Em có được cái nhận thức đúng đắn hơn và những cái tư liệu ở đây thì cung cấp cho em một cái kiến thức để em có thể mà phát triển được cái tư duy của mình. Từ khi đi vào hoạt động, nhà trưng bày Hoàng Sa đã đón hơn 600.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu học tập. Ngoài khách nội địa, các trường học tổ chức trên địa bàn thành phố, một số đơn vị lữ hành cũng đã liên hệ đưa khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu về Hoàng Sa, Trường Sa. Từ đó hiểu được những nỗ lực cùng khó khăn của cha ông ta đã nếm trải trong hành trình vượt trùng khơi mở cõi, ta càng tự hào thêm yêu biển đảo quê hương.